kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Ngày 20 tháng 8, cơ chế bình ổn châu Âu thông báo Hy Lạp đã chính thức kết thúc chương trình cứu trợ cuối cùng kéo dài 3 năm, đánh dấu lần đầu tiên kể từ đầu năm 2010 đến nay, kinh tế Hy Lạp có thể tự đứng vững và sẽ không cần thêm bất cứ chương trình cứu trợ bổ sung nào. Dự kiến trong giai đoạn 2019-2020, chính phủ Hy Lạp sẽ cắt giảm lương hưu và tăng thuế để giữ vững nền kinh tế hiện tại. Ngày 21 tháng 8, vòng đàm phán về việc Anh rời khỏi EU, tiến trình còn được gọi là Brexit đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào. Tuy nhiên, cả Anh và EU đều nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán vào tuần tới nhằm thu hẹp bất đồng về những vấn đề quan trọng như biên giới Ireland và quan hệ kinh tế song phương hậu Brexit. Cuối tuần qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã công bố hàng loạt biện pháp cải tổ kinh tế lớn, bao gồm việc tăng thuế, tăng mức lương tối thiểu lên 60 lần, giảm 96% giá trị đồng tiền và xóa 5 số 0 trên đồng nội tệ Bolivar, đồng thời xác định tỷ giá hồi đoái cố định theo đồng tiền ảo Petro đã phát hành. Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Maduro nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng siêu lạm phát. Truyền thông Hàn Quốc hôm 19 tháng 8 cho biết, một nhóm gồm 89 người cao tuổi Hàn Quốc đã tập trung tại một khu nghỉ dưỡng ven biển ở phía đông bắc nước này để di chuyển tới Triều Tiên vào ngày 20 tháng 8, bắt đầu đợt đoàn tụ mới. Theo kế hoạch đã được hai bên nhất trí, sẽ diễn ra hai đợt đoàn tụ liên tiếp trong tuần tới tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ở bờ biển phía đông Triều Tiên. Trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc tranh chấp thương mại leo thang giữa hai nước, phái đoàn của Trung Quốc do Thứ trưởng Bộ Thương mại Vương Thụ Văn dẫn đầu đã gặp các quan chức Mỹ do Thứ trưởng Bộ Tài chính David Malpass dẫn đầu. Cuộc đàm phán kéo dài trong hai ngày 22 và 23 tháng 8. Giới chức thương mại hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nối lại đàm phán sau khi cả hai bên liên tiếp áp thuế ở mức cao đối với hàng hóa của nhau. Thưa quý vị, cuối tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã công bố khoản đầu tư mới trị giá 113 triệu đô la Mỹ vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tập trung vào 3 nền tảng căn bản của nền kinh tế hiện nay, đó là kinh tế số, năng lượng và cơ sở hạ tầng. Chiến lược này cho thấy Mỹ vẫn coi trọng làm ăn và đầu tư vào khu vực này dựa trên hai trụ cột tự do và cởi mở. Ngày 30 tháng 7, tại Diễn đàn Thương mại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lần thứ nhất diễn ra ở Washington DC, Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã thông báo sáng kiến hạ tầng, năng lượng và công nghệ mới của Washington trị giá 113 triệu đô la Mỹ cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ đang tìm kiếm một châu Á tự do và cởi mở mà không bị bất cứ một nước nào thống lĩnh. Các khoản đầu tư này chỉ là bước khởi đầu cho các cam kết về kinh tế trong kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng mới tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong tổng số 113 triệu đô la Mỹ, Mỹ dự định sẽ chi 25 triệu đô la Mỹ để mở rộng xuất khẩu công nghệ tới khu vực này. 50 triệu đô la Mỹ được đầu tư vào việc giúp đỡ các quốc gia trong khu vực sản xuất và lưu trữ các nguồn năng lượng, đồng thời tạo ra mạng lưới hỗ trợ mới nhằm thúc đẩy cơ sở hạ tầng phát triển. Trả lời báo giới về sáng kiến trên, ông Brian Hook, cố vấn chính sách cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ cho hay, bài phát biểu của ông Pompeo muốn gửi thông điệp về tăng cường hợp tác bình đẳng để cùng xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thật sự tự do và rộng mở cho tất cả các bên, không loại trừ một ai. Mục tiêu của Mỹ là thông qua hợp tác minh bạch, chất lượng cao và bền vững để góp phần thúc đẩy phát triển thịnh vượng ở từng nền kinh tế tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, từ đó hỗ trợ các quốc gia trong khu vực bảo vệ quyền tự chủ, chống lại mọi sự cưỡng bách từ bên ngoài. Ngày 4 tháng 8, bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Singapore, Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục công bố khoản đóng góp 300 triệu đô la Mỹ cho hợp tác đảm bảo an ninh tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thông báo của ông Pompeo được đưa ra giữa lúc căng thẳng thương mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, nhằm tìm cách củng cố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tổng thống Donald Trump, hướng tới xây dựng vị thế cho Mỹ như một đối tác đáng tin tưởng trong khu vực. Sáng kiến mà Ngoại trưởng Pompeo công bố ngày 30 tháng 7 được xem là một trong những bước đi thực tế đầu tiên triển khai chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tháng 11 năm 2017 tại hội nghị cấp cao APEC do Việt Nam đăng cai tổ chức. Để tìm hiểu sâu hơn về sáng kiến này, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Adam Sikop, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Hà Nội. Rất vui được gặp lại ông trong chương trình Thế giới sự kiện. Xin cảm ơn.
Thưa ông, được biết Mỹ mới công bố sáng kiến Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông có thể cung cấp cho khán giả VIDV thông tin cụ thể về sáng kiến này? Tôi tin rằng sáng kiến này được tạo ra phần lớn là bởi có rất nhiều người giống như tôi từng thất vọng vì Mỹ đã rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP ngay sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền. Từ thời điểm đó cho đến nay, khoảng một năm rưỡi, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã phải nỗ lực tìm kiếm một chương trình, hay nói cách khác, một phương thức để khiến cho người dân thuộc khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương biết được rằng Mỹ vẫn quan tâm và Mỹ vẫn là một đất nước mạnh mẽ và Mỹ vẫn là một người bạn tốt của các quốc gia như Việt Nam. Mỹ cũng muốn giúp các doanh nghiệp Mỹ có cơ hội hợp thức, làm việc tại Việt Nam cũng như các quốc gia trong khu vực. Bởi vậy, sáng kiến Ấn Độ-Thái Bình Dương đã được tạo ra gần đây. Mặc dù giá trị không nhiều, chỉ ở khoảng 113 triệu đô la Mỹ, tuy nhiên chương trình này được định hướng để thúc đẩy các chương trình khác và cũng là cách để đưa Mỹ quay trở lại cuộc chơi. Bởi vậy, với quan điểm của mình, tôi rất vui khi chương trình này được thành lập. Sáng kiến này sẽ tập trung vào lĩnh vực nào thưa ông? Tôi cho rằng chương trình này tập trung chủ yếu vào ba lĩnh vực. Thứ nhất, đó là kết nối kỹ thuật số. Thứ hai, là triển khai nguồn lực năng lượng. Thứ ba, là hỗ trợ tài chính cho các dự án cơ sở hạ tầng. Như vậy, các công ty Mỹ có thể tham gia nhiều hơn vào các hoạt động trong khu vực, cũng như việc mở rộng cơ sở hạ tầng. Thưa ông, sáng kiến này có ý nghĩa như thế nào đối với vai trò của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương? Tôi nghĩ sáng kiến này sẽ tăng cường vai trò của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Như chúng ta đều biết, Trung Quốc có một tầm ảnh hưởng khá lớn tại các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bởi vậy, mục đích của chương trình này là gia tăng sự tham dự của Mỹ cũng như các nước liên quan trong khu vực này, giúp cho các nước nhỏ trong khu vực nhận thức được rằng họ có nhiều cơ hội, chứ không chỉ là Trung Quốc, hoạt động kinh doanh với Trung Quốc, gây vốn tại Trung Quốc để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng. Vậy theo ông, mục đích chính trị của sáng kiến Ấn Độ-Thái Bình Dương có phải là nhằm cân bằng với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc không? Tôi nghĩ một phần là như vậy. Có thể nhiều người sẽ cho rằng Mỹ đang nói về những điều lớn lao và đang cạnh tranh chống lại chương trình của Trung Quốc. Nhưng thực tế không phải như vậy. Sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc có thể trị giá lên tới 1.000 tỷ đô la Mỹ. Ví dụ, Trung Quốc đã dành ra 60 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho dự án cơ sở hạ tầng trong sáng kiến vành đai và con đường. Chương trình mà Mỹ tham gia này khá nhỏ. Mọi người cần phải nhận ra rằng đây không phải là phiên bản vành đai và con đường của Mỹ. Đây chỉ là cách Mỹ tiếp cận lại với thị trường châu Á, giúp đỡ và thậm chí đầu tư trong tương lai. Ông đánh giá thế nào về vai trò của Trung Quốc và Mỹ tại châu Á? Khách quan mà nói, Trung Quốc là một nước mạnh về nhiều mặt, kinh tế, quân sự, thể chất. Quốc gia này có một nền kinh tế đang phát triển và thậm chí là phát triển từng ngày. Tôi cho rằng mọi người đều nhận thấy điều đó và đây không phải là một điều xấu. Có nhiều người cho rằng đây là một điều xấu bởi họ lo sợ mức độ mà Trung Quốc sẽ phát triển trong tương lai. Họ lo lắng cho tương lai của các nước nhỏ như Việt Nam nếu Trung Quốc trở thành một nền kinh tế lớn hơn và quyền lực hơn. Tuy nhiên, việc Trung Quốc trở thành một nước lớn và đầy trách nhiệm có thể đem lại lợi ích. Khi đó, rất nhiều người Trung Quốc sẽ trở nên giàu có hơn, tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhiều hơn và sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, các doanh nghiệp của Mỹ. Tôi hy vọng Trung Quốc có thể phát triển một cách ổn định và có trách nhiệm để mọi người có lòng tin. Và tôi cũng nghĩ rằng các nước khác trong khu vực Đông Nam Á sẽ muốn những nước như Mỹ xuất hiện nhiều hơn tại đây để thúc đẩy Trung Quốc có những quyết định đúng đắn. Những gì Trung Quốc làm là khá công bằng. Bạn biết đấy, rất nhiều công ty của Mỹ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm cả Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam. Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế toàn cầu, nơi mà con người ta hoạt động kinh doanh từ nơi này đến nơi khác. Trên thực tế, chỉ tính riêng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã có hơn 150 hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Mỹ chỉ tham gia 3 trong số đó. Dường như Mỹ đang tụt hậu so với những gì đang xảy ra với thương mại tại khu vực này. Bởi vậy, Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia để đẩy nhanh sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng, để giúp người dân thoát khỏi những khó khăn trước đây, tạo nên một môi trường tích cực hơn. Người xem của VITV hoàn toàn có thể so sánh cuộc sống của họ bây giờ với những năm 2010 hay trước đó. Chắc chắn họ sẽ thấy được một sự khác biệt rõ ràng rằng cuộc sống bây giờ có nhiều cơ hội hơn, thú vị hơn và nhiều lựa chọn hơn. Và tôi nghĩ ai cũng mong muốn điều này tiếp tục diễn ra. Do you think that most people just want to see that continue?
Ông có cho rằng sáng kiến này sẽ thành công trong việc giúp Mỹ khẳng định lại sự hiện diện tại châu Á? Well, I hope so. If I was the Secretary of State, I would be sitting up here saying, "Yes, this plan is great and is going to." Tôi hy vọng như vậy. Nếu tôi là Ngoại trưởng Mỹ, tôi sẽ tự tin nói rằng kế hoạch này sẽ đưa nước Mỹ trở lại vị trí dẫn đầu tại châu Á. Nhưng thực tế là, như tôi đã nói, số tiền này quá nhỏ. Chúng tôi thường nói với nhau tại văn phòng thương mại Mỹ rằng 113 triệu đô la Mỹ không đáng là bao. Nó chỉ tương tự như số tiền cho gia đình tôi hay gia đình bạn xem một trận bóng đá. Để cho một quốc gia lớn như Mỹ đánh dấu sự hiện diện tại một khu vực khổng lồ như Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, gồm 4 nền kinh tế lớn trên thế giới, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ, thì con số 113 triệu đô la Mỹ không là gì cả. Con số này chỉ là một khoản đặt cọc để Mỹ tiếp tục kết nối với khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ khác. New Zealand, một quốc gia nhỏ ở Thái Bình Dương. Năm nay, New Zealand sử dụng 500 triệu đô la Mỹ vào một sáng kiến châu Á. Australia chi 1 tỷ đô la Mỹ vào một sáng kiến tương tự. Do vậy, khi Mỹ chỉ sử dụng 113 triệu, tôi có phần ái ngại về điều này. Nhưng đồng thời tôi cũng vui vì Tổng thống Mỹ đã đánh giá lại vai trò của châu Á và bắt đầu có những sáng kiến mới. Kể từ khi nhậm chức, ông ấy đã có xu hướng rút chân khỏi khu vực này, rút khỏi các hiệp định thương mại, áp dụng nhiều mức thuế chống lại thương mại tự do. Nhưng nay, ít nhất chúng ta có thể thấy, Mỹ vẫn muốn giúp các nước tại châu Á. Cho dù giới chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận, nhưng giới phân tích vẫn cho rằng chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nhằm tạo nên đối trọng với sáng kiến vành đai con đường đầy tham vọng của Trung Quốc. Trong bối cảnh, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hiện là bạn hàng lớn nhất của Mỹ với tổng kim ngạch thương mại lên tới 1.400 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tại cuộc họp báo bên lề hội nghị các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở Singapore, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo một lần nữa nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump công nhận tầm quan trọng mang tính chiến lược, dài hạn của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ấn Độ, Thái Bình Dương đã luôn và sẽ là một động lực lớn cho sự phát triển kinh tế. Mỹ tìm kiếm quan hệ đối tác, chứ không phải địa vị thống trị tại khu vực này. Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tới an ninh và thương mại thế giới trong thế kỷ 21 bởi nhiều lý do, trong đó đặc biệt là kinh tế, quân sự và chính trị quốc tế. Tuyến đường biển ở Ấn Độ Dương đóng vai trò quan trọng cho dòng chảy dầu mỏ, khí đốt và hàng hóa trên thế giới. Đây cũng là nơi có hai eo biển quan trọng nhất với tuyến vận chuyển dầu mỏ từ Trung Đông tới Australia và Đông Á. Trung bình mỗi ngày có 17 triệu thùng dầu mỏ được vận chuyển qua eo biển Hormuz và 15,2 triệu thùng qua eo biển Malacca. Mặt khác, đây cũng là vùng biển nổi tiếng bất ổn định với nạn cướp biển và khủng bố. Trong khi đó, năng lực hàng hải của các nước trong khu vực vẫn còn hạn chế. Chính vì vậy, việc đảm bảo an ninh cho tuyến huyết mạch này của kinh tế thế giới được các quốc gia đặc biệt quan tâm, trong đó có Mỹ. Không chỉ Mỹ, Trung Quốc mà mới đây Nhật Bản, Australia, New Zealand cũng nhất trí đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương như ông đã nói. Vậy điều gì khiến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thu hút như vậy? Well, this region is the growth engine of the whole world. So we have a couple things to look at. Number one, people. Đây là khu vực có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Chúng ta có một số điều đáng lưu ý như sau. Thứ nhất, con người. Nếu chúng ta nhìn vào 7 tỷ người trên thế giới, có bao nhiêu người tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương? Hầu hết người dân đều sống ở khu vực này, phải không nào? Sau đó hãy nhìn vào tốc độ tăng trưởng. Các nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất đều ở đây, trong đó có Việt Nam với tốc độ tăng trưởng khoảng 7%. Các nước khác như Philippines, Trung Quốc, Ấn Độ, đó là những nước phát triển tiên tiến. Nếu nhìn xa hơn vào 20 đến 50 năm tới, khu vực có tốc độ thay đổi lớn nhất chính là Ấn Độ, Thái Bình Dương. Do đó không có gì bất ngờ khi các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản tập trung vào đây, bởi đây là một khu vực đáng để quan tâm. Và với các công ty, mỗi ngày, nếu bạn là CEO của những công ty năng động nhất, bạn sẽ không tìm cơ hội phát triển kinh doanh ở một quốc gia đã phát triển như Italia, Pháp hay Tây Ban Nha. Bạn sẽ có xu hướng tìm hiểu bạn có thể phát triển được gì ở những nước như Việt Nam hay Trung Quốc hay Malaysia. Đây là khu vực mà mọi người đang tập trung vào và cũng rất có lợi cho các nước như Việt Nam khi Mỹ có sự tham gia vào khu vực này. Việt Nam là một quốc gia của khu vực này, vậy Việt Nam sẽ được hưởng lợi như thế nào từ sáng kiến mới của Mỹ?
Tôi nghĩ Việt Nam rất hoan nghênh việc Mỹ đầu tư vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Không chỉ tôi mà các doanh nghiệp khác tại Việt Nam đã từng thất vọng khi Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP. Nếu Mỹ tham gia vào Hiệp định này, sẽ là một điều tuyệt vời cho cả hai nước. Cá nhân tôi luôn hy vọng một ngày nào đó, Mỹ sẽ suy nghĩ lại và quay trở lại Hiệp định CPTPP. Như thế chúng ta sẽ có thể kết nối lại và đưa những dự định mà chúng ta đưa ra trước đây thành hiện thực và đưa mối quan hệ giữa hai nước trở lại thời điểm trước đây. Đối với Việt Nam, điều này rất quan trọng. Không có gì phải che giấu, chúng ta đều biết Việt Nam có một người hàng xóm lớn sát biên giới và sẽ là điều tốt khi Việt Nam có thể cân bằng sự ảnh hưởng với Mỹ và người láng giềng này. Nhìn vào sáng kiến Ấn Độ-Thái Bình Dương, đây còn xoay quanh vấn đề an ninh khu vực. Rất nhiều người đang nhìn vào vấn đề Biển Đông. Việc Mỹ tham gia tích cực như một nhân tố chính rất quan trọng đối với vấn đề tự do hàng hải tại khu vực này. Và đối với Mỹ và Việt Nam, hai nước thúc đẩy quan hệ rất có lợi cho 95 triệu dân của đất nước các bạn. Do vậy, việc Mỹ tham gia vào chương trình sáng kiến này rất tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ trong việc nâng tính cạnh tranh, thúc đẩy quan hệ. Điều này rất tốt. Vậy sáng kiến này sẽ thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam như thế nào thưa ông? Các doanh nghiệp Mỹ đã có mặt và hoạt động tại Việt Nam trong mọi lĩnh vực, từ thực phẩm như bia, đồ ăn, cho đến công nghệ, truyền thông, cũng như cung cấp dịch vụ tài chính, tín dụng, giáo dục, y tế, mọi lĩnh vực mà bạn có thể nghĩ đến. Sáng kiến mới này chỉ giúp cho các doanh nghiệp Mỹ nhận thức được lĩnh vực mà hiện chính phủ Mỹ muốn thúc đẩy là cải thiện cơ sở hạ tầng, sáng tạo, đổi mới. Điều quan trọng là chiến lược mới này sẽ định hướng để Mỹ đầu tư vào cơ sở hạ tầng của khu vực. Do vậy, các công ty sẽ hướng đến Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và vạch ra chiến lược cho mình, hoặc chỉ đơn giản là hiểu rằng Việt Nam cần phát triển lĩnh vực gì. Mọi thứ từ sân bay, các khu nghỉ dưỡng đang dần được xây dựng tại Việt Nam. Về mặt kỹ thuật, rất khó để các doanh nghiệp Mỹ tự tìm hiểu các thông tin này. Và trong sáng kiến mới, chính phủ sẽ có xu hướng năng động hơn trong việc giúp các doanh nghiệp định hướng thị trường hoặc lên kế hoạch đầu tư tài chính vào các lĩnh vực nào. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các sáng kiến mà trong đó giúp các doanh nghiệp Mỹ cạnh tranh hơn tại Việt Nam. Điều này cũng tốt cho cả các doanh nghiệp Việt Nam, những người đang làm việc với chúng tôi. Tôi nghĩ đây là một điều thú vị. Một lần nữa, tôi khá lạc quan rằng sáng kiến này là vòng đầu tiên của một chương trình lớn, cho thấy Mỹ là một người bạn tốt và là một đối tác tốt tại Việt Nam và toàn bộ khu vực Thái Bình Dương. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nêu rõ, số tiền hơn 100 triệu đô la Mỹ này chỉ là khoản thanh toán trước cho một kỷ nguyên mới về sự đóng góp trong lĩnh vực kinh tế của Mỹ đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đến đây, chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.